Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ký ức trận chiến gạc ma lịch sử của Đại tá Vũ Huy Lễ, thuyền trưởng HQ-505 Anh Hùng. Hưng Yên giành 2 giải tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia khu vực miền Bắc. Sơ duyệt lễ công bố quyết định thành phố Bắc Ninh là đô thị loại 1. Nông dân Nguyễn Hữu Tân, xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên với giải pháp chăn nuôi bảo vệ môi trường. Và bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, vào tối ngày 17 tháng 3 tới đây, tại quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, lễ công bố quyết định công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại 1 và khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao thành phố lần thứ 8 năm 2018 sẽ được tổ chức trang trọng. Để chương trình diễn ra thành công, để lại ấn tượng tốt đẹp trong nhân dân và bạn bè du khách, mới đây Ủy ban Nhân dân thành phố đã tổ chức buổi sơ duyệt tổng thể chương trình. Chương trình lễ công bố quyết định công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại 1 và khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao thành phố lần thứ 8 năm 2018 có tổng thời lượng khoảng 120 phút, gồm 3 phần chính. Phần diễu hành biểu dương lực lượng, phần nghi lễ công bố quyết định và khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao thành phố và chương trình nghệ thuật chào mừng. Chương trình sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình Bắc Ninh và truyền hình quốc gia kênh An ninh TV từ 20:05 ngày 17 tháng 3. Chương trình được tổ chức với quy mô lớn hoành tráng, khoảng 2.000 người tham gia, trong đó phần diễu hành biểu dương lực lượng gồm 1.400 người, chia thành 32 khối diễu hành đại diện cho khối trục, khối các cơ quan đơn vị và khối các phường xã. Cùng với phần lễ được tổ chức trang nghiêm thì chương trình nghệ thuật chào mừng với thời lượng khoảng gần 1 giờ đồng hồ được dàn dựng công phu với sự tham gia của hơn 500 diễn viên, nhạc công, ca sĩ, nghệ sĩ thuộc các đoàn các trường nghệ thuật trung ương và địa phương. Chương trình nghệ thuật được sâu chuỗi theo các chủ đề tái hiện một vùng đất và con người Kinh Bắc với đậm nét văn hóa không khí lễ hội xuân của vùng quê Kinh Bắc hay màn khắc họa một giai đoạn đấu tranh chống kẻ thù xâm lược của quân và dân thành phố Bắc Ninh. Thông qua các tác phẩm nghệ thuật, khán giả sẽ được cảm nhận và chứng kiến vùng đất và con người thành phố Bắc Ninh từ quá khứ tới hiện tại. Thưa quý vị và các bạn, đến nay, tổng dự án đầu tư còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh Hà Nam là 738 dự án, trong đó có 207 dự án vốn FDI và 531 dự án trong nước, với vốn đăng ký đạt gần 2 tỷ 400 triệu đô la Mỹ và trên 1.800 tỷ đồng. Trong đó, 207 dự án FDI đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, doanh nghiệp Hàn Quốc và Nhật Bản chiếm đa số, gồm 108 dự án đầu tư từ Hàn Quốc, chiếm 52% tổng số dự án FDI. 65 dự án đầu tư từ Nhật Bản chiếm 31,4% dự án FDI. Một số dự án FDI có vốn đầu tư lớn, sản xuất các mặt hàng có giá trị kinh tế, hàm lượng công nghệ cao như xe máy, hệ thống dây dẫn ô tô, điện, điện tử, chế tạo máy, thiết bị điện thoại di động. Phải kể đến như công ty Honda Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn Seoul Semiconductor Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn KMW, công ty ACE Antenna, công ty trách nhiệm hữu hạn Dệt Đài Nguyên. Các doanh nghiệp đang giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động của địa phương. Hiện nay, Thái Bình chỉ còn 2 doanh nghiệp chế biến xuất khẩu gạo. Điều này cho thấy những khó khăn trong việc đưa hạt gạo Thái Bình vươn xa trên thị trường quốc tế. Thời gian trước, Thái Bình có 5 công ty được Bộ Công Thương cấp phép xuất khẩu gạo như công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Cúc, Tổng Công ty Giống Cây Trồng Thái Bình, Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Hạnh, Công ty chế biến Trương Tho và Công ty xe sát Thủy Dương. Tuy nhiên đến nay, chỉ còn 2 công ty là Công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Cúc và Tổng Công ty Giống Cây Trồng Thái Bình tiếp tục có những đơn hàng xuất khẩu. Các công ty còn lại, một phần khó khăn loay hoay tìm kiếm thị trường, một phần do không duy trì ổn định các đơn hàng xuất khẩu nên bị thu hồi giấy phép xuất khẩu. Trước thực trạng đó, ngành công thương cần tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, giúp các công ty tìm kiếm thị trường để thúc đẩy xuất khẩu gạo, tăng giá trị cho hạt gạo Thái Bình một cách bền vững. Hiện nay, ông Nguyễn Hữu Tân, xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên áp dụng máy tách ép chất thải chăn nuôi lợn nhằm xử lý chất thải chăn nuôi và sản xuất phân bón hữu cơ chất lượng cao phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch. Đây là giải pháp bảo vệ môi trường mang hiệu quả khả quan.
Qua 20 năm phát triển mô hình nuôi lợn, một trong những vấn đề được ông Tân đặc biệt quan tâm là việc xử lý chất thải trong chăn nuôi. Bởi với số lượng đàn nuôi lớn khoảng 500 con, có khi lên tới hàng nghìn đầu lợn, mỗi ngày phải có từ 1 đến 2 tạ chất thải cần được xử lý. Cuối tháng 11 năm 2017, ông Tân đưa vào vận hành máy tách ép chất thải mang lại hiệu quả rõ rệt. Chất thải từ các chuồng nuôi lợn được dồn xuống bể, khi máy vận hành sẽ hút chất thải này tách và ép chất thải thành nước và phân hữu cơ riêng biệt. Phân hữu cơ khô kiệt được đẩy trực tiếp ra ngoài, còn nước thải đổ xuống một bể khác để xử lý. Sau khi thu được hai sản phẩm phân hữu cơ khô và nước thải, ông Tân sẽ sử dụng men vi sinh để ủ phân và xử lý nước. Đối với phân khô, dùng men vi sinh trộn đều với tỷ lệ thích hợp ủ trong 3 đến 4 tuần sẽ tạo ra sản phẩm phân hữu cơ chất lượng cao, không mùi, giàu dinh dưỡng, cây dễ hấp thu. Mỗi bao phân hữu cơ có giá bán 20.000 đồng, trung bình mỗi tháng ông Tân thu được khoảng 10 triệu đồng. Với nước thải, ông Tân sử dụng men vi sinh trong một tuần sẽ giúp xử lý nước thải không còn mùi, có thể sử dụng tưới trực tiếp cho cây hoặc nuôi cá. Hiệu quả của cái máy này thì là rất là tiện lợi. Tức là về cái chất thải đấy thì được thu gom triệt để và cái nguồn phân thì tận dụng được gần như hết. Được biết chiếc máy này có giá thành khoảng hơn 80 triệu đồng, nằm trong dự án xử lý chất thải chăn nuôi và sản xuất phân bón hữu cơ chất lượng cao phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, hướng đến nền nông nghiệp phát triển bền vững. Những mô hình xử lý tốt chất thải trong chăn nuôi như thế này cần được nhân rộng. Vay vốn, dạy nghề, tạo việc làm, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với thực tế sản xuất của địa phương. Đây chính là cách làm giải pháp mà các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Ninh Bình triển khai nhằm giúp hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Nổi bật trong hoạt động này chính là việc rà soát, lập danh sách hộ nghèo do phụ nữ đứng chủ, xác định nguyên nhân và phân công cán bộ hội giúp chị em thoát nghèo. Bên cạnh đó, các cơ sở hội đã tín chấp với ngân hàng cho hội viên vay vốn với tổng số dư nợ hiện nay là trên 2.130 tỷ đồng cho gần 90.000 lượt hội viên vay. Trong đó có 28.189 phụ nữ nghèo. Các cấp hội đã tập trung xây dựng mô hình tổ liên kết sản xuất chăn nuôi, mô hình phát triển kinh tế gia đình, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân tích tụ ruộng đất, dồn điền đổi thửa, chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang các mô hình tổng hợp cho hiệu quả kinh tế cao. Qua đó đã góp phần tích cực trong thực hiện nghị quyết số 37 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững đến năm 2020. Nhằm hỗ trợ các địa phương thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2018, Chi cục Thú y tỉnh Hải Dương tiến hành cấp gần 2 tấn hóa chất tiêu độc khử trùng cho các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng trong chăn nuôi, chủ động phòng chống dịch bệnh. Theo đó, để đảm bảo mục tiêu thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng, tiêu diệt mầm bệnh tồn lưu trong chủ động phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm tái phát, bảo vệ phát triển sản xuất chăn nuôi, bảo vệ sức khỏe nhân dân, Trạm thú y cấp huyện cần cử cán bộ hướng dẫn các hộ chăn nuôi phun thuốc sát trùng toàn bộ khu nuôi nhốt động vật và vùng lân cận 2 lần một tuần, cơ sở ấp nở gia cầm, thủy cầm, phát quang khu vực xung quanh và quét dọn sạch toàn bộ khu vực lò ấp, đường ra vào, thu gom vỏ trứng sau khi ấp nở để tiêu hủy. Phun tiêu độc khử trùng hàng ngày toàn bộ diện tích cơ sở ấp trứng, các phương tiện vận chuyển. Việc tiêu độc khử trùng chuồng trại sẽ được các cán bộ chăn nuôi thực hiện đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2018. Hiện ngành chăn nuôi của Nam Định đang trong giai đoạn tái đàn gia súc gia cầm. Tuy nhiên, thời tiết diễn biến phức tạp, mưa nắng bất thường làm ảnh hưởng tới sức đề kháng của vật nuôi. Nguy cơ nhiễm bệnh và khả năng bùng phát dịch bệnh là rất cao. Thời điểm này, ngoài vấn đề đảm bảo về chất lượng con giống, thì việc thực hiện quyết liệt, triệt để công tác tiêu độc khử trùng, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm cũng đang được ngành chăn nuôi và thú y tỉnh đặc biệt quan tâm. Thực hiện chỉ đạo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đối với công tác chăn nuôi năm 2018, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai huy động cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể và nhân dân vào cuộc tích cực trong công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng toàn diện theo chuỗi khép kín, từ các cơ sở chăn nuôi gia súc gia cầm đến các cơ sở kinh doanh, các điểm giết mổ gia súc gia cầm, các chợ cho đến các nơi công cộng. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã chuẩn bị đủ lượng hóa chất cung cấp cho các địa phương. Tính đến nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã cấp 7.500 lít hóa chất cho các huyện, thành phố. Các huyện, thành phố cấp 6.910 lít hóa chất cho các xã, thị trấn triển khai thực hiện. Nhân dân và các hộ gia đình chăn nuôi tự mua trên 8 tấn vôi bột, phun thuốc sát trùng tiêu độc khử trùng, chuồng trại,
các điểm cơ sở kinh doanh, điểm giết mổ gia súc gia cầm, khu vực các chợ và nơi công cộng. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Mới đây tại công viên Nguyễn Văn Cử, thành phố Bắc Ninh đã diễn ra lễ tiếp nhận và trồng hoa anh đào do Hội hữu nghị Nhật Việt vùng Chugio của Nhật Bản trao tặng thành phố. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo thành phố Bắc Ninh nhấn mạnh biểu tượng hoa anh đào từ lâu đã được người Việt Nam yêu thích. Thông qua các tổ chức của Nhật Bản, hoa anh đào đã từng được ươm mầm tại Bắc Ninh. Sự kiện càng có ý nghĩa hơn khi được tổ chức đúng dịp thành phố Bắc Ninh chuẩn bị tổ chức lễ công bố quyết định công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh và khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao thành phố lần thứ 8. Thông qua chương trình nhằm góp phần tuyên truyền giới thiệu quảng bá hình ảnh nét đẹp văn hóa đất nước và con người Nhật Bản với người dân thành phố Bắc Ninh, đồng thời tăng cường hơn nữa sự hiểu biết tin cậy và gắn kết nhân dân hai nước, khẳng định mối quan hệ gắn bó hợp tác giữa hai quốc gia, từ đó làm cho văn hóa Nhật Việt ngày càng gần gũi, thân thiết hơn. Tại buổi lễ, Hội hữu nghị Nhật Việt vùng Chugio đã trao tặng hướng dẫn kỹ thuật và cùng với lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố trồng 200 cây hoa anh đào tại công viên Nguyễn Văn Cử. Để đảm bảo cho cây sinh trưởng và phát triển tốt, Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh giao công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công trình và đô thị Bắc Ninh tiếp thu phương pháp kỹ thuật chăm sóc và bảo vệ cây hoa anh đào do chuyên gia Nhật Bản truyền đạt. Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam phối hợp cùng Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương, Bảo tàng tỉnh Hưng Yên, Tỉnh đoàn Hưng Yên tổ chức triển lãm ảnh Sức sống Trường Sa sắc màu tình nguyện. Triển lãm gồm 100 bức ảnh phản ánh sinh động và trung thực về cuộc sống của các chiến sĩ nơi biển đảo, nhà giàn JK1 và các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển vượt qua mọi khó khăn thách thức, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Giới thiệu bản đồ tự hào biển đảo Việt Nam với 33 lá cờ Tổ quốc từ 33 điểm đảo tại Trường Sa, 15 lá cờ Tổ quốc từ 15 nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam, 4 lá cờ của các tàu làm nhiệm vụ trên biển. Tư liệu lịch sử về Hoàng Sa của Việt Nam. Triển lãm cũng trưng bày 50 bức ảnh bao gồm tất cả các mặt hoạt động tình nguyện của thanh niên góp phần xây dựng phát triển kinh tế xã hội vì cuộc sống cộng đồng. Đặc biệt, triển lãm còn là dịp để tri ân 64 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, 9 chiến sĩ bị bắt trong trận hải chiến Gạc Ma, vòng tròn bất tử, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc 14 tháng 3 năm 1988, 14 tháng 3 năm 2018. Tại triển lãm, đại diện tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cũng đã dành 10 triệu đồng tặng quỹ Trường Sa Xanh. Triển lãm diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 14 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 tại Bảo tàng tỉnh Hưng Yên, đường Nguyệt Hồ, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc chiến đấu tranh để bảo vệ nền độc lập của dân tộc, trận chiến Gạc Ma 14 tháng 3 năm 1988 vẫn còn nguyên giá trị. Giữa sự sống và cái chết mong manh, có những quyết định đã làm nên lịch sử. Với quyết định táo bạo và đầy mưu trí 30 năm về trước, Đại tá Vũ Huy Lễ, thuyền trưởng tàu HQ-505 đã bảo toàn được lực lượng. Một pháo đài kép đã được dựng lên trong những giờ phút sinh tử, một mất một còn. Pháo đài ấy đã đẩy lùi dã tâm xâm lược của kẻ thù tại đá ngầm Cô Linh, huyện đảo Trường Sa. Câu chuyện về con tàu HQ-505 đã trở thành huyền thoại. Đã 30 năm trôi qua, dù đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, nhưng những ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên trong tâm trí Đại tá Vũ Huy Lễ, người chỉ huy con tàu HQ-505 trong trận chiến Gạc Ma ngày 14 tháng 3 năm 1988. Đó cũng là lý do khiến ông gửi tặng bộ quân phục đã trực tiếp mặc trong trận chiến năm xưa này cho Bảo tàng Thái Bình. Ngày 14 tháng 3 năm 1988, Trung Quốc đã đưa quân nhằm chiếm đóng bãi đá Cô Linh, bãi đá Len Đao và bãi đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa. Tại đảo Gạc Ma, tàu Trung Quốc đã bắn pháo 100 ly vào các tàu vận tải của ta, khiến tàu HQ-604 bị chìm. Ở hướng đá Len Đao, Trung Quốc bắn dữ dội vào tàu HQ-605, khiến tàu bốc cháy và chìm vào 6 giờ tối ngày 15 tháng 3. Lúc này, chỉ còn tàu vận tải HQ-505 bám trụ tại đảo Cô Linh, quân địch tiếp tục quay sang nã pháo. Vào thời khắc ấy, bằng sự quyết đoán, mưu trí, thuyền trưởng Vũ Huy Lễ đã giúp con tàu 505 không bị chìm. Tôi nghĩ rằng là tàu mình nếu như mà bị chìm thì sẽ trên 50 người sẽ bị hy sinh hết.
và toàn bộ cán bộ chiến sĩ rồi tất cả anh em bị hy sinh hết, cho nên là bằng mọi giá tôi phải quyết định lao tàu lên trên đảo. Lúc bấy giờ là tàu đã trôi dạt ngang về phía đảo rồi, cho nên là tôi sẽ dùng một máy tiến, một máy lùi để cho lái tàu quay mũi về phía đảo. Khi mà tàu quay mũi về phía đảo thì tôi dùng hết tốc độ của hai máy lao thẳng lên trên đảo. Trở lại với cuộc sống đời thường, Đại tá Vũ Huy Lễ mới có những giây phút thảnh thơi bên gia đình, bạn bè. Giờ tuổi đã cao, tóc đã bạc, tay đã run, nhưng trong trái tim của người lính năm nào vẫn vẹn nguyên cảm xúc về cuộc chiến hào hùng, vẫn đầy ắp trong ký ức về một thời thanh xuân đã sống và cống hiến cho đất nước. Tuổi trẻ của ông và những đồng đội được khắc ghi bằng những ký ức hào hùng, bằng những tháng năm không thể nào quên. Nhằm tăng cường những hiện vật lịch sử, phục vụ trưng bày và giáo dục truyền thống, Bảo tàng tỉnh Hải Dương vừa sưu tầm và bổ sung chiếc máy bay MiG-21, loại máy bay đã từng sử dụng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ của quân đội ta, giai đoạn 1954-1975, vào hệ thống hiện vật trưng bày. Chiếc máy bay MiG-21 số hiệu 5267 của Không quân Nhân dân Việt Nam này do Trung đoàn 927 sân bay kép quản lý từ trong chiến tranh, đến nay đã hết niên hạn sử dụng, được cho phép chuyển về Bảo tàng Hải Dương lưu giữ và làm hiện vật trưng bày. Đây là loại máy bay tiêm kích đánh chặn do Liên Xô cũ sản xuất từ năm 1959. Có khoảng hơn 10.000 chiếc MiG-21 được chế tạo ở Liên Xô. Hơn 50 quốc gia trên 4 lục địa đã sử dụng loại máy bay này. Hiện nay MiG-21 vẫn đang hoạt động trong không quân một số quốc gia sau 50 năm khi nó bay lần đầu tiên. MiG-21 đã đạt được một số kỷ lục hàng không như máy bay chiến đấu được sản xuất nhiều nhất từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Máy bay chiến đấu có thời gian sử dụng lâu nhất. Máy bay đạt kỷ lục thế giới về tốc độ năm 1959-1960. Năm 1965, Liên Xô viện trợ cho Việt Nam loại máy bay này để sử dụng trong kháng chiến chống Mỹ. Việc bổ sung hiện vật này cũng sẽ giúp thế hệ trẻ hiện nay hiểu hơn về lịch sử thông qua hình ảnh trực quan sinh động. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa tổ chức bế mạc và trao giải cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2017-2018 khu vực phía Bắc. Tỉnh Hưng Yên có 6 dự án tham gia và đã giành 2 giải tại cuộc thi. Đó là dự án cánh tay robot hỗ trợ người khuyết tật sử dụng cảm biến EMG của nhóm tác giả Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Cường, học sinh trường Trung học phổ thông Phù Cử giành giải nhất lĩnh vực robot và máy thông minh. Dự án chế tạo và nghiên cứu tính chất quang nhiệt của các đầu dò nano nhằm ứng dụng trong diệt tế bào ung thư của hai em học sinh Lê Hoàng Bách, Lê Dương Minh, trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên, giành giải tư lĩnh vực khoa học vật liệu. Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2017-2018 khu vực phía Bắc diễn ra tại tỉnh Nghệ An từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 3 với 249 dự án thuộc 22 lĩnh vực. Đây là năm có số dự án thi cao nhất từ trước tới nay. Thực hiện phong trào quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau của Bộ Quốc phòng và hưởng ứng phong trào đồng hành cùng em đến trường của lực lượng vũ trang tỉnh Nam Định năm 2018, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Trường Trung học cơ sở xã Đại An, huyện Vụ Bản hỗ trợ tiền học phí cho học sinh nghèo vượt khó. Hai học sinh được nhận hỗ trợ học phí trong đợt này là em Trần Quang Đại, lớp 6A và em Vũ Huy Kiên, lớp 8A, Trường Trung học cơ sở Đại An. Cả hai đều là học sinh nghèo vượt khó, vươn lên học giỏi tiêu biểu. Mỗi tháng, mỗi cháu sẽ nhận được số tiền hỗ trợ 200.000 đồng trích từ nguồn quỹ tự nguyện đóng góp của cán bộ nhân viên phòng chính trị trong thời gian học tập từ nay đến khi kết thúc bậc học trung học cơ sở. Đồng hành cùng em đến trường là hoạt động có ý nghĩa của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định nhằm chung tay góp sức cùng cấp ủy chính quyền và nhà trường hỗ trợ các cháu học sinh nghèo vơi bớt những khó khăn, vươn lên đạt thành tích cao trong học tập. Qua đó, tiếp tục khẳng định chức năng nhiệm vụ của Quân đội Nhân dân Việt Nam và tô thắm thêm hình tượng cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Trung tâm Thanh Thiếu Nhi tỉnh Ninh Bình phối hợp với huyện đoàn Hoa Lư tổ chức lễ khởi công xây dựng ngôi nhà khăn quàng đỏ cho gia đình đội viên có hoàn cảnh khó khăn.
Em Đặng Quang Tâm hiện đang là học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Ninh Hải. Gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn nhưng luôn cố gắng vươn lên trở thành một học sinh giỏi tiêu biểu trong nhiều năm liền. Hiện đang trong đội tuyển học sinh giỏi toán của trường, là tấm gương sáng cho bạn bè noi theo. Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh và nhóm từ thiện kết nối yêu thương thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ 40 triệu đồng, huyện đoàn Hoa Lư 10 triệu đồng, còn lại là do anh em đóng góp để xây dựng ngôi nhà khăn quàng đỏ với diện tích 70 m2, dự kiến kinh phí gần 200 triệu đồng. Đoàn thanh niên sẽ giúp đỡ quá trình xây dựng nhà, vận động mọi người ủng hộ giúp đỡ ngày công để đảm bảo chất lượng công trình, dự kiến trong vòng 6 tháng ngôi nhà sẽ được hoàn thiện. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.